Tử vi tuổi Tý tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và trong phần tiếp theo, luận giải tử vi từng con giáp và từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình những gia chủ tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 và chi tiết các hung nạp vận của mệnh chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận những lời khuyên từ chuyên gia hàng đầu tại phong thủy. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tý trong tháng này, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về tổng quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Truyền Lưu Thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tý. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tý sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 4, từ ngày 22 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 và Giáp Tý sinh năm 1984. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 4, từ ngày 3 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và Bính Tý sinh năm 1996. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 4, từ ngày 17 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 4, từ ngày 29 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý muốn. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Bước sang tháng 4 âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của những người tuổi Tý khi xung quanh bản mệnh luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực. Hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Sự nghiệp của người tuổi Tý cũng vì thế mà có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm này, bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước. Không như vậy, với sự thông minh và tài hoa của mình, bản mệnh có thể bình tĩnh khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng hơn, khiến mọi người đều thán phục. Để mọi việc được thuận lợi và hanh thông, thì trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên người tuổi Tý hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của những người tuổi Tý đạt ở mức bình ổn trong tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, bản mệnh hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. May mắn trong tháng này, bản mệnh có thể đạt được những thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được những lý tưởng mà bản mệnh cần mong muốn thì phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy đây là một tháng có phần nhất quán cho các mối quan hệ của người tuổi Tý. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu người bạn mới. Đây cũng là cơ hội tốt để người tuổi Tý đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy ở một trong các buổi giao lưu, họp nhóm. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Tý có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát, nên bản mệnh cần chủ động trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 4 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy bản mệnh sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Vậy nên, để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tý hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Tý nên dừng lại và nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút cho những tháng tiếp theo. Ngoài ra, trong thời điểm này, bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng thời, người tuổi Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tay tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát,
Đồng thời, người tuổi Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tay tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch để các bạn có cái nhìn rõ và chi tiết nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tân âm kim gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Canh Tý cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý sẽ cần cẩn trọng trong đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận càng cần chú trọng và để ý đến các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Bản mệnh nên dĩ hòa vi quý là hơn, nhưng đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Đồng thời, bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, những lời từ lời nói đến hành động đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến quý gia chủ vướng phải rắc rối phiền phức không đáng có. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng những Đặc biệt, vật phẩm còn được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Quý âm thủy gặp nhâm dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết và tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bản mệnh cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Ngoài ra, trong khoảng thời điểm này, người tuổi Nhâm Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tay, tam giác khai vận để có thể gia tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Giáp Tý, sinh năm 1984. Trong tháng 4 âm lịch, vận thế của những người tuổi Giáp Tý không mấy tốt đẹp, sẽ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của tuổi Giáp Tý. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người khác, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, sĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Tài vận thời điểm này cũng có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, sẽ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Ngoài ra, những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, bản mệnh cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý luôn mang bên mình kim bài thái tuế để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư, Bính Tý, sinh năm 1996. Vận thế của người tuổi Bính Tý có những bước phát triển tích cực trong tháng 4 âm lịch, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng, ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết. Chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng này cũng vì chịu nhiều áp lực trong công việc nên sẽ đem những cảm xúc tiêu cực chút lên một nửa của mình.
Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Bình Tý còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc, dẫn đến thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Bình Tý cần năng động hơn, mạnh mẽ hơn mới mong có thể thành công. Để thành công và may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp thì các gia chủ tuổi Bình Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.